Xin chào anh em nhé. Anh em đang được nghe những thanh âm phát ra từ những đôi loa Sennheiser Listen 25 anh em ạ. Mình đang kết hợp đó là một con loa Sapa 9260 và một đầu CD Zotel 965BX anh em nhé. Lâu giờ rồi chẳng khó khăn chi, 92 ngày lẻ bạn bè vui vẻ. Đôi này mà anh em nghe nhạc vàng, nhạc trữ tình, bolero, hòa tấu, guitar cực kỳ là hay. 22 triệu bao ship cho đôi loa Sennheiser Listen 25 anh em nhé. Zin nguyên bản, đẹp xuất sắc, mộc mạc chi tiết. Đường đời mỗi đứa cách vui, nếu anh nếu có xa xôi, có sử dụng 330 hai con trung đông xoáy, hay là còn gọi là hai trung đông ghế nữa, một con chép đôm. Đôi này làm thủ công nhé nhỉ. Ngày đây trên con đường suối bạn bè miền Trung tôi ở, cái căng của nó đây này anh em này. Thế gian dù có đôi, cái căng còn cực kỳ là đẹp luôn. Hai chiếc đây, chiếc nữa này anh em này. Tem mác logo đầy đủ hết này. Tem mác của logo có Sennheiser Listen 25 này. Và đây là một con loa Sapa 9260 Receiver cổ của Đức anh em nhé. Hàng đang trên đường tuyệt chủng đấy anh em, con này hiếm lắm không có đâu. 24 triệu bao ship cho con này. Anh em nào thiện chí alo cho mình. Nó có những cái biên độ cắt dB này anh em này, rất hay. Anh em mà nghe nhạc bolero hòa tấu thì anh em giảm cái dB này đi, cái mạch âm sắc này cực kỳ là hay nhé. Ăn tiền ở cái mạch âm sắc này anh em này. Anh em thích công lực thì tăng cái dB này lên. Đấy anh em thấy không? Tăng lên một lúc rồi đã được hay rồi. Còn anh em nghe, đấy là tùy theo gu của anh em nghe. Và toàn bộ dưới này là mặt âm sắc của nó này anh em này. Đây là chọn các tín hiệu nhạc vào này, mono này. Đây chọn tín hiệu nhạc vào này anh em này. Mình đang để đường AUX này, tab 1, tab 2 này, phone này. Và đây là tăng giảm, mono này. Và đây là muting này. Trước phút chia tay gọi tâm sự phơi, rất hay anh em. Rời quãng chung đôi ta cùng nhau dù đường. Ở đây là con mông này anh em này, chỉnh bát này, chỉnh chép này, cầu loa này, và đây là cân bằng loa này, hai ghế này. Tất cả hoạt động hoàn hảo. 24 triệu bao ship, 6 triệu rưỡi cho con CD. Chỉ sau 5 đấy chạy bắt quăng anh em nhá. Anh em nào yêu sản phẩm nào điện cho mình. Đến với kênh của mình chưa thì xin một lúc đăng ký kênh. Test thử anh em nghe một bài. Đây đang ở bài 1 nhá. Test cả mắt luôn này. Bài 9 luôn này anh em này. Nó có 10 bài. Chuyện tình của tôi xa cách nhiều năm trôi, mà sao vẫn thấy nhói đau từng hồi. Cuộc đời phong ba, tôi phải đành xa xa mối tình tôi mến. Kỷ mong ngày kia sẽ được nhiều tiền để cùng em kết duyên, cùng dựng xây hạnh phúc mai tranh nghèo đàn con thôi.
đời yêu bề sâu, người đành xa xa kỷ niệm xa mái nhà bao sâu. Vì chữ yêu, vì đàn em thơ dài, nên người đành xa bước lên kiều hoa lại trong xa bỏ lại tôi. Rồi từng năm trôi, tôi vẫn mong xa xôi, chờ mong hình bóng ấy quay trở lại. Chỉ vì tim tôi ghi khắc tình em mãi suốt đời không đổi.